Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh review xe của Hai Bánh .vn. Và ngoài trời thì đang mưa, tuy nhiên không vì thế mà mình ngăn cho mình mang đến cho các bạn một mẫu quay y 125. Nói về cái dòng quay y 125 này, có thể nói đây là mẫu xe rất ưa chuộng tại Thái Lan. Cho nên ở nước bạn, họ cho ra đời rất nhiều những sản phẩm độ từ mẫu xe này, từ ngoại công cho đến nội công. Và hôm nay mình mang chiếc quay y 125 này thuộc sở hữu là anh Khương Lâm. Hai Bánh .vn xin cảm ơn anh đã cho Hai Bánh .vn được cơ hội review con xe này. Bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu tất cả những món đồ chơi được trang bị trên xe. Và đừng quên các bạn hãy like và subscribe trước cho Hai Bánh .vn nhé. Nói về quay 125 thì có thể nói là tại thị trường Việt Nam số lượng xe này rất ít. Cho nên đa phần những tay chơi tại Việt Nam họ thường sử dụng dòng xe là Fusion Neo để mà độ lên quay 125. Và chiếc xe kế bên cạnh mình đây cũng như vậy. Được xuất thân từ mẫu Fusion Neo, dọn tất tần tật tất cả những chi tiết từ dàn áo hay là chó đèn, đồng hồ hay là tất cả những thứ đều từ quay 125. Cho nên ban đầu mình đã gọi mẫu xe này là quay 125 để gợi cho các bạn một cái tên các bạn dễ nhớ hơn. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về phần dàn đầu xe giống như mọi khi mình thường review. Nếu mà để nói thì với những tay chơi Việt Nam, họ thường dọn xe theo phong cách nước bạn rất là nhiều. Không chỉ riêng bản thân mình mà tất cả những ai yêu mến đất nước Thái Lan họ đều biết được mẫu quay này được xuất hiện rất nhiều. Cho nên những món đồ chơi đầu tiên mà họ thường trang bị sẽ là tay thắng. Thì mình đã từng review rất nhiều về cái tay thắng này. Và tay thắng mà chiếc quay 125 này sử dụng là tay Rambo RCS19 mẫu Kosakota. Đây có thể nói là mẫu tay Rambo đời thế hệ mới nhất. Với thiết kế tay ngoài cái độ thẩm mỹ thì cái lực phanh của nó khi mà kết hợp với những con heo có bít tông lớn sẽ cho cái lực phanh cực kỳ tuyệt vời. Và ở đây mình còn thấy một cái chi tiết nữa là bình dầu với nắp bình dầu CNC và logo Rambo Carbon tăng cái độ thẩm mỹ cho cái phần tay thắng của xe. Và nhìn qua về phía kính chiếu hậu thì thị trường hiện tại có rất nhiều những mẫu kính chiếu hậu, tuy nhiên chủ nhân lại sự tin tưởng sử dụng cái kính chiếu hậu đến từ thương hiệu Rizoma với thiết kế chúng ta có thể thấy là gọn gàng, không có đưa ra ngoài quá. Điều này sẽ tránh va quẹt kiến khi mà chúng ta dựng xe hoặc là đậu xe ở bãi xe đông xe. Một thiết kế nữa mình rất thích ở phần dàn đầu của mẫu quay 125 đó chính là thiết kế chó đèn với hai bóng halogen so với mẫu Fusion Neo chỉ trang bị có một bóng. Điều này sẽ giúp ánh sáng tốt hơn cho các bạn khi di chuyển vào ban đêm. Và một chi tiết nữa để chúng ta phân biệt hai cái mẫu xe này đó chính là chi tiết mặt nạ. Về quay 125 thì chúng ta có chi tiết mặt nạ có thiết kế để chúng ta có thể bắt được cái rổ trước. Nhưng để bắt được thì chúng ta phải có một bộ bát để có thể bắt trực tiếp vào trong cái phần bát mặt nạ trước phía đây đưa ra trước để chúng ta không cấn cả dàn áo. Và những cái mẫu xe tại Thái Lan thì họ thường xuyên gắn rổ bởi vì cái sự tiện dụng của nó khi mà chúng ta chở hay là đựng những cái vật dụng cần thiết đi chở hàng ngày. Và để nói thêm về cái mẫu quay 125 này, điểm mình thích chính là ở cái thiết kế dàn áo. Thì để có thể biến một con xe Fusion Neo lên mẫu quay 125 này, chúng ta đòi hỏi phải rất nhiều những cái chi tiết từ dàn áo, cản tay dắt hay là những cái vị trí khác như bô thì chúng ta đều phải kỳ công để mà đặt về. Và tất nhiên giá thành của nó là không rẻ. Và mẫu xe này thực sự là nếu ai muốn là người sở hữu hay là chơi cái mẫu xe này, chúng ta phải là một người rất là kỳ công, siêu tầm. Một chi tiết nữa cũng được trang bị lại đó chính là bao tay đến từ hãng Daytona nổi tiếng tại Nhật Bản, kết hợp cùng gù làm từ chất liệu inox. Và mặt đồng hồ ở đây thì vẫn hiển thị những cái thông số cơ bản. Thì ở cái mẫu Fusion Neo này thì chúng ta thấy được là thiết kế cho để chúng ta có thể đi được cái dòng thành phố, cho nên là những cái bảng hiển thị của nó rất là đơn giản. Ví dụ như là báo số N thì sẽ nằm ở trên, rồi cái bên đó sẽ là F đèn FI, rồi pha code. Và một số đèn chi tiết giống như là xi nhan nằm ngay phía dưới đây. Báo số thì nằm phía bên tay trái 1, 2, 3, 4. Và ở đây thì các bạn có thể thấy được là cái vòng báo tốc độ, kim báo tốc độ đây được thiết kế nó lớn và nằm ở chính diện của đồng hồ, cho nên chúng ta dễ dàng quan sát được. Bên ngoài thì có thể báo order và nhiên liệu nằm ngay phía trên bằng thanh LED.
Và chi tiết chúng ta sẽ nói theo tiếp trên mẫu Y125 này, đó chính là việc phục dựng tất cả những chi tiết ốc cũng như là đồ chơi cho nó. Thì để chúng ta phục dựng một mẫu xe này, ngoài cái công sức, tiền bạc thì chúng ta còn phải là người am hiểu được những cái món đồ chơi có thể gắn được trên xe mà nó trở nên hài hòa với xe. Thì ví dụ như ở đây chúng ta sẽ nhìn xuống dàn chân vẫn sử dụng cái cam đùm niền, tuy nhiên việc lựa chọn niền nhôm thay thế cho niền sắt tương tự như mẫu Vin nguyên bản. Và niền nhôm này sử dụng thương hiệu Excel, đây có thể nói là một loại niền tính đến điểm hiện tại mắc nhất và có thể nói là độ thẩm mỹ cũng như là độ bền gọi là tuyệt vời so với lại những cái mẫu niền nhôm mà nó rẻ tiền hơn. Thì ở đây mình nhìn vào cái đĩa thắng. Đĩa thắng thì chủ nhân đã sử dụng một cái đĩa thắng có cái thiết kế màu sắc nó tương tự như là những món đồ chơi, và phần chủ đạo của thân xe là màu đỏ. Trong cái lồng màu vàng đây thì chúng ta thấy được là những cái chi tiết giống như là cái khâu ức để nối cái lồng dĩa đây màu đỏ. Nền của cái đĩa này thì màu vàng, và để bắt được cái nĩa Tuôn Bạch Nam này vào trong cái cặp bánh của con Y125 này thì chúng ta phải sử dụng một cái thớt lồng dĩa. Và thớt lồng dĩa này tại sao lại phải sử dụng? Bởi vì chủ nhân trang bị cái heo Fando. So với lại việc chúng ta thường xuyên sử dụng những cái heo Rambo thì Fando cũng là một cái hãng rất là nổi tiếng chuyên cho ra đời những cái hệ thống thắng dĩa. Và để bắt được con heo Fando này chúng ta phải tính toán thật là cẩn thận cái bát đây, để làm sao bố của heo Fando có thể ăn hết được với dĩa và không cạ vào căm. Đây là một cái chi tiết mà mình rất thích ở những cái bản CNC bắt heo, bởi vì nó được tính toán rất là cẩn thận để chúng ta có thể bắt hoàn hảo vào chiếc xe. Không dừng lại ở sự công phu siêu tầm đồ mà còn tất cả những chi tiết được chọn mới hoàn toàn, chứng tỏ sự kỳ công khi chúng ta chơi mẫu xe này. Thì các bạn có thể thấy được là niền sâu cũng sử dụng lại cái niền Excel và căm đùm niền hoàn toàn thay mới. Ở đây chi tiết ốc thì mình thấy xi mới hoàn toàn, không giữ lại tất cả chi tiết ốc nào gọi là cũ ở trên xe. Và một chi tiết nữa là chăm chút đến từng cái chi tiết dù là nhỏ nhất. Trong khi đó là chủ nhân sử dụng vỏ là Dunlop T900. Đây là một mẫu vỏ mà rất nhiều anh em chơi xe kiển yêu mến, bởi vì cái thiết kế gai đẹp cũng như là cái độ bám đường mà cái dòng vỏ này mang lại. Và hơn hết, tất cả những chi tiết đó đều được làm nổi bật cho cái cặp phục sau. Thì cặp phục sau con xe này sử dụng là cặp phục Olin bình dầu liền. Thì Olin là một hãng rất lớn tại Thụy Điển, đã có nhà máy tại Thái Lan. Và cho nên các bạn nếu muốn sở hữu Olin cho xe nhỏ, các bạn có thể đặt tại nhà máy Thái Lan để sản xuất riêng cho xe mình. Và mẫu Olin bình dầu này thì theo mình tìm hiểu có giá là vào khoảng hơn 10 triệu đồng. Ngoài cái thương hiệu thì cái khả năng nhúng tuyệt vời, cũng như là chúng ta có thể chỉnh lại độ rebound của phục thông qua đúng chỉnh phía dưới đây. Cho nên phục Olin sẽ giúp chúng ta cảm giác êm ái khi đi qua cái ổ gà. Và thêm một chi tiết nữa thì mình thấy là ở bên phía trái bên đây còn trang bị cái chân sau, có cái phần đệm có thiết kế chữ Ducati nè, mà mình thấy gấp ra gấp vào nó rất là, nếu mà có thiết kế cao su như thế này chúng ta sẽ để chân nó êm hơn so với việc gắn chỉ gác chân nhôm không. Và ở đây các bạn có thể thấy được là việc trang bị cần số hay tất cả những cái ốc ác ở trên xe đều được làm mới, phục dựng từ trong ra ngoài. Và cuối cùng, sau tất cả những món đồ chơi đó, chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ thống ống xả cũng như là động cơ của con Y125 này. Và nói về động cơ của Fuchanel hay Y125 thì chúng ta biết được đây là động cơ cực kỳ êm. Mà nếu nói về cái khả năng tiêu thụ nhiên liệu thì cảm thấy là tất cả những mẫu xe trên thị trường khó có chiếc nào bằng mẫu Fuchanel. Bởi vì ngoài cái thiết kế chúng ta có thể đi trong thành phố chở hàng được nè, hoặc là chúng ta có thể dọn kiển như là chiếc mẫu xe Y125 này, thì các bạn thấy được là cái hệ thống máy từ đầu lồng cho đến những cái nắp nồi đều được sơn mới hoặc là thổi cát lại rất là mới. Và ở đây chúng ta còn thấy được là hệ thống ống xả được trang bị của mẫu Y125 với thân bô hoàn toàn được sơn đen và một cái vỉ inox được ốp phía bên ngoài. Chúng ta sẽ không bỏ qua cái tiếng thì thầm của bô Y125. Các bạn có thể thấy được là âm thanh khi mà mình đề máy thì răng ti cảm giác nó tiếng bô nó rất là thì thầm. Bây giờ mình sẽ nạt thử vài cái. Cái tiếng bô chắc nịch, không rè,
đó là những thứ mà mình cảm nhận được trên cái mẫu BMW Y125 này. Và điểm đặc biệt cuối cùng mình muốn chia sẻ cho các bạn, đó chính là hệ thống trợ lực. Đây có lẽ là cái thứ gắn trên xe mà mình cảm giác được là nó tuyệt vời nhất. Bởi vì cái thiết kế bắt cái trợ lực này nó rất là lạ. Thay vì với là những mẫu xe mình đã từng review thì họ sẽ bắt phía sau hoặc là bắt cặp sườn, thì chiếc Y125 này lại thiết kế bắt phía trước cổ lái. Ở đây mình sẽ xoay thử trợ lực cho các bạn xem. Mình cũng đã xin ý kiến của chủ xe. Xe nhẹ qua trái, các bạn có thể thấy được là hành trình trợ lực chạy rất là rõ ràng và không hề bị cứng cả. Điều này cho thấy được là chủ nhân đã tinh tế lắm khi mà khoét cái dàn nhựa, nó rất tính toán, rất cẩn thận để chúng ta không có chi tiết khoét nhựa dư thừa khiến cho xe bị xấu đi, mà trợ lực vẫn hoạt động rất là tốt. Và trên trợ lực này chúng ta còn có một cái núm chỉnh để các bạn có thể tăng chỉnh được nặng nhẹ khi mà chạy tốc độ cao. Trợ lực này cũng đến từ hãng Olin, dùng với phục sâu. Hy vọng qua những chia sẻ trên mẫu Fuchanel Up 125 của anh Khương Lâm sẽ giúp cho các bạn có thêm động lực để mà chúng ta có thể dọn chiếc Fuchanel của chúng ta hoặc là tìm hiểu về dòng xe này. Hai Bánh Chấm Men xin cảm ơn Khương Lâm. Các bạn đừng quên like và subscribe cho Hai Bánh để chúng tôi có thêm động lực, mặc dù là trời nắng hay trời mưa, vẫn mang đến cho các bạn những chiếc xe độ đẹp hơn nữa. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.